Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị dự án mới nhất 7 căn nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về ở ngay. Với dự án 7 căn nhà này thì đã có 7 cuốn sổ đỏ riêng biệt bao toàn bộ phí thuế rồi mọi người ạ. Và 7 căn nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, tất cả xây theo hình thức liền kề tuy nhiên, cột riêng, tường riêng và móng riêng nha quý vị. Và cái giá chào bán thấp nhất của dự án 7 căn nhà này chỉ có giá 2 tỷ 100 triệu đồng thôi. Vị trí đi lại cực kỳ thuận tiện. Cụ thể thì nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí của cái căn nhà này thì gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trường đại học Phenica. Nói chung nếu như quý vị nào đang sinh sống hoặc đi làm ở khu vực Hà Đông thì căn nhà này đáp ứng tất cả đủ tiêu chí cho quý vị. Xung quanh ngập tràn tiện ích trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đường ngõ trước nhà thực tế khoảng tầm ở ngõ, với cái ngõ này thì khoảng tầm 2m2 cách với lại đường ô tô ở kia nha mọi người. Đấy, rất là gần, chỉ cách có 2 nhà là ra tới đường, ô tô đi lại được, giao thông cực kỳ thuận tiện. Với cái vị trí đường hướng ngõ và ở đây với cái 7 căn nhà này thì có 3 hướng, hướng Đông Nam, hướng Tây Nam và hướng Tây Bắc nha quý vị. Thì quý vị nào có hợp với cái hướng nào thì quý vị có thể đến tham khảo cái hướng đấy theo cái ý mình. Còn ở trong cái video này Ngọc Ánh sẽ quay một căn nhà này gần như là căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Ở đây thì có hai hướng, thì là có căn nhà thì thiết kế 1 tầng 2 phòng thì chỉ xây 4 tầng thôi. Còn căn nhà nào mà thiết kế 1 tầng 1 phòng thì thiết kế xây dựng là 5 tầng cho quý vị tham khảo. Mời mọi người theo em cụ thể vào khám phá cái căn nhà này. Với cái căn nhà này thì được cái rất là thoáng mọi người ạ. Và thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa gỗ. Với thiết kế 30m2 xây dựng 5 tầng thì ra sao? Mời mọi người theo em vào cụ thể. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Cơ bản căn nhà này đều đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay lập tức, sổ đỏ sang tên ngay. Với cái thiết kế ở phòng tầng 1 của ngôi nhà thì cái gạch lát nền đã hoàn thiện xong, kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Tiếp theo ở cái phần phòng khách này thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần. Và ở đây là cái không gian phòng khách này, được ốp cái nhựa PVC đó. Cái vách mọi người ạ, có độ bền từ 8 đến 12 năm. Đây là kệ tivi. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng nha mọi người. Cho nên nếu như để mà nói vào cái không gian nhà, một số quý vị nghe cái diện tích 30m thì cảm thấy nó rất là nhỏ. Tuy nhiên khi mà đã tham khảo video bên Ngọc Ánh rồi thì quý vị có thể cảm nhận được rằng 30m mà thiết kế phù hợp thì cái công năng sử dụng không kém cạnh những cái căn 35-38m đâu. Xin mời người theo em, ngoài cái phần phòng khách ở tầng 1 thì ở đây có phòng bếp. Với cái không gian phòng bếp này thì hoàn thiện xong hết rồi. Với cái tủ ở đây là tủ gỗ An Cường nha mọi người, chống cong vênh mối mọt. Và cái độ bền của nó cũng khá là lâu sử dụng. Và cái tông màu ấy thì mọi người có thể nhìn thực tế màu trắng và màu nâu, rất là tươi trẻ và tinh tế. Nhìn vào trong cái không gian phòng bếp nó cũng rất là thoáng. Nó nhỏ nhắn thôi mọi người ạ, bởi thực tế ra ở đây nếu như để mà nói phần phòng khách kia thì đây là phần phòng bếp rồi, thì nếu như để bàn ăn các thứ thì nó không quá đầy đủ đâu. Tuy nhiên về cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình thì là ok. Với cái phần phòng bếp này thì mặt bếp là ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Đấy, chậu rửa, vòi rửa đều đã được lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Ở đây nước sạch sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Hồ sơ điện nước riêng biệt lắp đặt từng căn, phụ kiện bếp đây. Chất liệu inox 304 rất là chắc chắn, lắp đặt xong hết rồi. Ở cái không gian phòng bếp đấy mọi người ạ. Đấy, ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đứng từ cái không gian phòng bếp ra phòng khách thì căn nhà này cũng dạng khá là thoáng. Và cái hướng nhà của cái hướng này nó là hướng Tây Nam nha mọi người. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Còn hai cái bên trong là còn hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc. Cái phần ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang đi lên thì ở đây có một cái vách lam. Quý vị nhìn đây, cũng khá là đẹp mắt, trang trí mấy cái giỏ hoa ở đây thì nó chắn hết cái phần cầu thang rồi. Trước khi đi lên cầu thang thì ở đây hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ.
mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy về cái vị trí đường hướng giá, Ngọc Anh đã chia sẻ rất là cụ thể cho quý vị rồi. Với cái vị trí này thì cụ thể nó thuộc phường Yên Nghĩa và cái giá thì nó rất là hợp lý. Cả nhà cả đất cho một cái ngôi nhà 5 tầng như thế này, giấy phép xây dựng đầy đủ. Với cái căn nhà này thì quý vị có thể vay được tối đa ngân hàng khoảng tầm 1.3 đến 1.4 tiền ngân hàng. Cái này thì nếu như mà quý vị muốn tham khảo về ngân hàng hơn nữa thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn cụ thể cho quý vị nhất về cái quỹ tài chính, xem mình mua được ở đâu, cân đối nhá. Và sau đây xin mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, hành lang đi vào trong phòng ngủ rất là rộng. Ở đây thì cái căn nhà này, riêng căn nhà này thôi nha mọi người, đấy có cửa sổ mở ra phía này rất là thoáng. Và tầng 2, tầng 3, tầng 4 của cái căn nhà này thiết kế như sau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Này, ban công mở được hướng ra phía bên ngoài. Này, rất là thoáng mọi người ạ. Đây, thực tế luôn cho quý vị nhìn. Căn nhà này có ban công mở cực kỳ thoáng. Rồi là với cái căn nhà này thì về ở được ngay ở phía trên tầng 2. Thì thiết kế là gạch lát nền, màu nó hơi khác khác một chút so với tầng 1. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Phòng ngủ thì vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Phòng vệ sinh thì thiết kế ở phía bên trong. Đây, phòng vệ sinh siêu rộng luôn mọi người ạ. Và phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng đầy đủ về hệ thống sen cây tắm này, lavabo bàn đá, đây bồn cầu liền khối, và đây là lavabo đây mọi người ạ, rất là to, rất là rộng, quạt hút mùi đầy đủ hết rồi. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và cửa thông phòng của các phòng ngủ thiết kế là cửa gỗ nha mọi người. Đây, quan trọng nó là vị trí đi lại. Xung quanh thì chắc chắn là quý vị sẽ tìm hiểu là có đông dân cư không, thì mọi người cứ yên tâm là mọi người đến xem thì biết. Xung quanh dân cư rất là đông đúc, hàng xóm thân thiện, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào làm ở Hà Đông, phù hợp với quý vị nào làm ở Chương Mỹ, một số địa phận của Hoài Đức hoặc là Quốc Oai, thì căn nhà này đều đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đấy cho quý vị nhé. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng tiếp theo. Với tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Tuy nhiên ở phía tầng 3 và tầng 4 thì nó sẽ khác hơn một chút, đó là không thiết kế ban công mà thay vào đấy thì chỉ thiết kế ở đây là một cái ô cửa sổ để lấy thoáng thôi mọi người ạ, để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như không khí vào trong không gian phòng. Hệ thống trần thạch cao, ống chờ đều được thiết kế đầy đủ. Như vậy với cái căn nhà 5 tầng này thì thiết kế ở đây đó là 3 phòng ngủ riêng biệt. Đó, 3 phòng ngủ riêng biệt. Quý vị nào nếu như có thích cái căn nhà 1 tầng chia 2 phòng thì ở trong cái dãy 7 căn nhà này đáp ứng được cho quý vị. Ở đây là 3 căn nhé. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây mọi người ạ. Đây, tương tự như là ở tầng 2. 3 phòng ngủ riêng. Quý vị nào mà không thích nhiều tầng thì có thể tham khảo căn 4 tầng. Căn 4 tầng thì Ngọc Ánh sẽ quay riêng ở một cái video khác để gửi cho quý vị một cái căn 4 tầng thiết kế 2 phòng ngủ. Như vậy tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế mỗi một tầng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh giống nhau. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà, thì ở trên tầng 5 có một ô dính trời sáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thì Ngọc Ánh có chia sẻ rồi. Thiết kế toàn bộ là gỗ. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Tầng 5 đây mọi người ạ. Thiết kế sân phơi siêu rộng cho quý vị. Từ vị trí này gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với lại trạm y tế, nói chung là trường học mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng đại học đều rất chi là thuận tiện. Từ vị trí này ra tới bến xe Nghĩa nó khoảng tầm 4,5 km mọi người nha. Nói chung ấy, khi mà mọi người đã theo dõi và quan tâm kênh Nhà Tốt của Ngọc Ánh rồi thì mọi người mới biết được rằng là tất cả review đều chân thực, từ vị trí đến giá bán, đến cái khoảng ước chừng từ vị trí căn nhà này đi tới những đâu.
Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình Ngọc Ánh 0933 403 403 hóa 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.